Xin chào, hôm nay chị em mình sẽ cùng xem cái này nha. Đây là cái slime của chị. Cái slime này nó kỳ cục lắm. Từ lúc làm ra thì nó vô cùng đẹp luôn. Cái không biết làm sao đó, cứ để cái xong nó lẫm le. Cho dù chị đã cho rất là nhiều borax, nhưng mà cứ để qua một ngày là nó thành giống như vậy nè. Không có chơi được nữa mà cũng mùi thì rất là thấy ghê. Hôm nay chị em mình sẽ cùng cứu nó nha. Rồi, nguyên liệu cần đó là sữa tắm Lifebuoy. Đây, sữa tắm Lifebuoy ha, của chị có chai bự thôi, chị không có chai nhỏ. Đầu tiên á là chị sẽ xịt sữa tắm vô đây. Sau đó chị sẽ đổ vô một cái thúng to hơn để cho tụi em dễ thấy nha. Chị sẽ bỏ vô một cái thúng bự hơn. Ghê quá. Đây, chị sẽ đổ vô một cái thúng bự hơn cho tụi em dễ nhìn thấy nha. Sau đó là trộn đều. Bắt đầu tơi ra rồi đó mấy em. Nó sẽ trông giống như những cái bánh, những cái bông của bông xà bông á, giống như khi chúng ta tắm. Chị nghĩ là chúng ta sắp sửa có một cái slime mới fluffy vô cùng đây. Đó, tụi em cứ tiếp tục hòa trộn đến khi đều nha. Cái quá trình nhào trộn này khá mất thời gian, nhưng nói chung là chị em mình cứ đảo trộn cho đến khi nào mà cái bọt xà bông màu trắng đó nó hòa quyện chung với lại cái slime hư của chúng ta, thành một hỗn hợp thống nhất, thành một cái hỗn hợp đồng đều với nhau đó. Thì lúc đó tụi em sẽ cho từ từ keo sữa vô, đừng có cho ào một lần nha. Cứ cho từ từ, từ muỗng cà phê một, nhỏ nhỏ giống như hồi xưa mình làm slime, mình hay cho dung dịch borax vô vậy đó. Cứ cho từ từ, đừng đổ ào một cái. Rồi cứ mỗi lần cho dung keo sữa như vậy á, thì dùng tay thử, mình bóp thử xem là nó có độ liên kết hay chưa, hay là nó đã đều hay chưa. Mình sẽ thêm keo sữa cho đến khi nào mà có độ kết dính giữa những cái miếng slime với nhau, thì lúc đó là đã thành công rồi. Cái quá trình này nó cũng khá lâu, kéo dài khoảng từ 10 đến 15 phút. Thì chúng ta cứ kiên trì ha. Dùng tay thì nó sẽ thích hơn là dùng muỗng hoặc là dùng đũa để quậy, để trộn á. Tụi em cứ thử xem sao. Chị cho keo sữa khoảng cỡ 3-4 lần gì đó, mỗi lần một ít, để cho cái slime mới của chúng ta nó sẽ có độ kết dính với nhau. Nhưng mà cũng rất là khó để canh làm sao cho slime không bị cứng. Nếu có lỡ slime của chúng ta bị cứng thì chúng ta sẽ có cách để khắc phục sau ha. Các em đừng có lo. Nếu trong trường hợp mà slime của chúng ta có quá cứng hay là quá dễ bị đứt á, thì lúc đó chị em mình sẽ sử dụng một cách vô cùng đơn giản. Đó là tụi em lấy một cái chén ha, sau đó cho nước sạch vào, rồi sau đó mình sẽ nhúng slime của chúng ta xuống và cứ thế mình bóp, rồi mình kéo bóp kéo nó theo đúng cái cách chơi của mình á. Miễn làm sao mà cho cái cục slime nó hút càng nhiều nước càng tốt. Tụi em đừng có để yên slime trong nước, nó sẽ rất là khó để trở nên mềm. Tụi mình cứ nhúng xong rồi lại nhồi, nhúng rồi lại nhồi thì slime rất là dễ mềm. Cứ như vậy cho đến khi nào tụi em cảm thấy cái độ mềm ưng ý thì lúc đó mình dừng lại là được rồi.
có rất là nhiều cách để làm cho slam không bị cứng nữa, nhưng chị sẽ giới thiệu vào một cái clip sau. Clip này chị em mình tạm thời sẽ dùng cách là nhúng vào nước nha. Cách này cũng khá là nhanh, tùy theo cái độ mềm mà tụi em mong muốn và tùy theo cái lượng keo sữa các em cho vào lúc nãy là nhiều hay ít nữa. Chị em mình cứ tùy tình huống mà có thể xử lý được nha. Đây, sau khi đã ngâm nước nhiều lần, nhào trộn, chúng ta có được một cục slime nhìn như thế này. Rất là stretchy, biến kêu thì khỏi phải bàn luôn, nghe rất là đã tai. Vậy là chị đã cứu thành công một cục slime lỏng hư thành một cục slime fluffy vô cùng. Chào tạm biệt tụi em nha, chúc tụi em cũng cứu được nhiều bạn bị lỏng giống như vậy. Kỳ sau chị sẽ chỉ cho các em cứu mấy bạn slime bị cứng nha. Bye bye.